Thành phố Uruk cổ đại của người Sumer từng được cai trị bởi một vị vua khôn ngoan và quyền lực nhưng độc tài tên là Gilgamesh. Ông ta có 2/3 là thần và 1/3 là phàm nhân, nổi tiếng vì chiến công trong chiến tranh và năng lực của một chiến binh bất bại. Gilgamesh cũng là người ham muốn và hắn sẽ bắt cóc bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn thích dù cô ấy còn độc thân hay đã kết hôn. Người dân Uru vô cùng đau buồn trước việc này vì không ai có thể chống lại Gilgamesh. Vì vậy, họ đã cầu nguyện nữ thần Aruru tạo ra một người đàn ông có thể chế ngự Gilgamesh để hắn có thể để những người phụ nữ của họ được bình yên. Aruru sau đó đã tạo ra Enkidu, hùng mạnh, một người đàn ông lông lá với đôi chân như bò đực. Enkidu lang thang cùng những con thú hoang dã và giúp chúng thoát khỏi bẫy của những kẻ thợ săn. Khi biết được sức mạnh của Enkidu, Gilgamesh đã cử một kỹ nữ đến chỗ của Enkidu để dụ dỗ anh ta. Khi nhìn thấy Enkidu, nàng kỹ nữ cởi đồ để lộ bộ ngực và Enkidu đã đến nằm với cô. Sau đó, những người bạn động vật của anh ta xa lánh vì Enkidu đã mất đi sự hồn nhiên bẩm sinh. Enkidu sau đó không còn việc gì phải làm ngoài việc nghe theo lời khuyên của cô kỹ nữ và cùng cô trở về Uru. Trở lại cung điện của mình, Gilgamesh mơ ước được đấu tranh với một người đàn ông quyền lực có thể điều khiển được mình. Khi anh ta kể giấc mơ với mẹ mình, Ninsu, bà nói điều đó có nghĩa là anh ta và Enkidu sẽ trở thành bạn đồng hành thân thiết. Và sau một trận đấu bất phân thắng bại, Gilgamesh và Enkidu đã ngồi lại với nhau như những người bạn. Enkidu được mời đến sống trong cung điện và chia sẻ sự quyền quý với Gilgamesh. Một đêm nọ, Enkidu gặp ác mộng, trong đó ông bị bắt bởi một sinh vật kỳ lạ khủng khiếp có móng vuốt đại bàng và ném ông vào thế giới ngầm của cái chết. Khi Gilgamesh nghe về giấc mơ, ông đã hiến tế cho Samas, thần mặt trời, người đã khuyên ông ta đi chiến đấu với Humbaba, vua của núi Seda. Khi biết kế hoạch đi đến núi Seda của Gilgamesh, Enkidu, Ninsu và người dân Uru đã cố gắng can ngăn Gilgamesh nhưng vô ích. Gilgamesh quyết tâm thực hiện chuyến hành trình dài ngày gian khổ và chiến đấu với Humbaba, nên Enkidu đã cùng bạn mình lên đường. Họ đi về phía bắc, bỏ lại những vùng đất màu mỡ phía sau, băng qua sa mạc rộng lớn đến dãy núi Amanus và cuối cùng đến núi Seda rực rỡ và nơi trú ẩn của quái vật Humbaba. Trái tim Enkidu rung lên, nhưng Gilgamesh đưa ra lời thách thức với Humbaba, không thấy sự phản hồi, vì vậy họ đã hiến tế lễ vật cho các vị thần và nghỉ qua đêm. Trong đêm, Gilgamesh mơ về chiến thắng. Vào buổi sáng, Humbaba đã tấn công họ và sau một trận chiến kinh hoàng, Gilgamesh đã hạ được Humbaba xuống đất. Enkidu đã chặt đầu hắn ta. Khi con quái vật đã chết, Gilgamesh đã có thể đốn hạ những cây tuyết tùng linh thiêng để xây dựng các ngôi đền ở Uru. Hai anh hùng tắm rửa, mặc quần áo và dâng lễ vật lên các vị thần. Sau đó, Ishtar xuất hiện trước Gilgamesh và cố gắng quyến rũ ông, nhưng ông đã từ chối, nói rằng những người tình của cô thường có số phận thảm khốc. Khi Gilgamesh và Enkidu quay trở lại Uru cùng với cây tuyết tùng, Ishtar đã lên kế hoạch báo thù. Với sự giúp đỡ của Anu, cô đã thuần phục con bò của thiên đường để chống lại Uru. Trong quá trình tàn phá thành phố, con bò đực đã bị Gilgamesh và Enkidu bắt và giết thịt. Sau đó, trong một hành động hết sức liều lĩnh, Enkidu đã ném tấm da bò vào mặt Ishtar, nói với cô rằng anh ta sẽ làm điều này tương tự với cô nếu có thể. Nữ thần Ishtar sau đó đã đặt một lời nguyền sinh tử lên Enkidu, và sau 12 ngày bị bệnh, anh qua đời. Gilgamesh không thể nguôi ngoai trước cái chết của bạn mình, vì ông nhận ra rằng một ngày nào đó ông cũng phải chết. Quyết tâm tìm ra bí mật của sự bất tử, Gilgamesh lên đường tìm kiếm Utanapishtim, người mà Enli đã ban tặng sự sống vĩnh cửu. Ông đã đi về phía tây đến ngọn núi Masu xa xôi, nơi được canh giữ bởi Scorpion Man. Với trái tim run rẩy, Gilgamesh đến gần thủ lĩnh bò cạp, người đã cho phép ông ta đi vào núi. Sau một thời gian dài đi trong đường hầm, ông ta bước ra khu vườn của một nữ thần. Nữ thần khuyên Gilgamesh hãy trở về nhà, tận hưởng cuộc sống và chấp nhận cái chết. Nhưng Gilgamesh nhất quyết đi tìm Utanapishtim, nên nữ thần đã chỉ đường cho anh đến gặp người lái thuyền của Utanapishtim. Người lái thuyền cảnh báo về vùng nước chết chóc hỗn loạn bao quanh nơi ở của Utanapishtim. Tuy nhiên, Gilgamesh sẽ không chùn bước và với sự giúp đỡ của người chèo thuyền, ông đã vượt qua được vùng nước nguy hiểm. Cuối cùng, Gilgamesh cũng đến được nhà của người đàn ông bất tử. Khi Gilgamesh kể cho Utanapishtim về hành trình tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu của mình, ông đã cười nhạo sự ngu ngốc của Gilgamesh và kể câu chuyện của chính mình về việc ông đã giành được sự bất tử như thế nào. Sau đó, Utanapishtim thách Gilgamesh tỉnh táo như chính anh đã làm trong suốt 6 ngày 7 đêm. Nhưng Gilgamesh kiệt sức đã ngủ thiếp đi. Vợ của Utanapishtim
thương xót người anh hùng đang ngủ say và thuyết phục chồng tiết lộ bí mật trường sinh bất tử. Họ đánh thức Gilgamesh và kể cho anh ta về một loại cây có gai nằm ở dưới đáy biển. Gilgamesh lập tức lên đường đi tìm cây gai, và khi đến rìa đại dương, ông buộc những tảng đá vào chân rồi lao xuống. Gilgamesh chìm xuống đáy, tìm và nhổ cây gai, tháo dây buộc những tảng đá và bơi lên mặt nước bằng cây quý. Ông trở về với niềm tự hào. Giờ đây ông đã có thể ban sự sống vĩnh cửu cho bản thân và người dân Uru. Gilgamesh vượt qua vùng nước chết chóc, khu vườn của nữ thần. Ông ấy đã đi qua núi Masu và đi về phía đông. Trong vòng vài ngày về nhà, Gilgamesh đặt cây lên một tảng đá và lặn xuống một hồ nước nhỏ để tắm. Và trong khi ông ấy đang bơi, một con rắn đã đến gần cái cây và ăn nó. Gilgamesh đã khóc rất lâu và cay đắng khi nghĩ rằng mình đã lãng phí công sức to lớn để đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Rắn sẽ sống mãi nhưng con người thì phải chết. Gilgamesh trở về Uru với trái tim tan vỡ. Ông biết người chết sống ở thế giới bên kia khốn khổ như thế nào vì Enkidu đã tiết lộ điều đó cho ông. Niềm an ủi duy nhất của ông là những bức tường của Uru sẽ tồn tại lâu hơn ông như những tượng đài cho triều đại của Gilgamesh.